Cũng tại quận Ông Môn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Thái An bế giảng lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 551 tại chùa An Thới. Có 95 học viên là trị sự viên, chức diệt và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn, được học tập 5 học phần gồm nguồn gốc của đạo Phật giáo Hòa Hảo, học Phật tu nhân, hiến chương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và chuyên đề về chủ trương chính sách của Đảng nhà nước đối với các tôn giáo nói chung và Phật giáo Hòa Hảo nói riêng. Chính sách đại đoàn kết dân tộc do các giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo và giảng viên của ban tôn giáo thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ hướng dẫn.